Hôm nay trời đẹp rồi đấy. Anh Cường, anh biết cái gì đấy không? Cái chổi chứ cái gì? Cái này ấy, nó không phải chổi bình thường đâu. Thế à? Chổi này ấy, nó biết dậy nhảy đấy anh ạ. Thế à? Ừ. Anh, trời mình có bốc phép gì? Anh không tin đâu à? Tin thì đéo được. Được rồi, anh nhìn em chứng minh cho anh xem này. Đi kìa. Nào. Em chuyện đâu anh? Quay, 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 quay